Xin chào các bạn, chào mừng đã quay trở lại với Tết Mắt. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nói về một chủ đề mình nghĩ là các bạn sẽ rất là quan tâm. Giữa Galaxy A8 Plus và Note SE, vô cực thời trang hay là S Pen thần thánh, các bạn lựa chọn cái nào? Dòng điện thoại Galaxy A với tiền thân là dòng Alpha đã từ lâu trở thành một cái biểu tượng về thiết kế của gã khổng lồ Samsung, khi mà luôn được công ty ưu ái cho những cái đặc điểm cao cấp nhất về mặt thiết kế, chất liệu sử dụng mà chỉ có thể so sánh được với những cái điện thoại thuộc dòng đẳng cấp flagship như là Galaxy S hay là Galaxy Note. Tuy nhiên thì Galaxy A vẫn thường chỉ được coi như là một cái dòng thiết bị tầm trung cận cao cấp, bởi vì những cái hạn chế về sức mạnh xử lý cùng với nhiều tính năng chưa được cao cấp. Hay chúng ta có thể nói một cách khác là khoảng cách giữa Galaxy A và Galaxy Note thì giờ đây nó không còn một cái khoảng cách khá là xa nữa, mà nó đã dần bị xóa nhòa. Do đó thì sẽ khá là thú vị khi mà cùng so sánh nhanh xem liệu chiếc điện thoại siêu mẫu nhất của dòng Galaxy A 2018 có thể làm được gì để đối chọi lại với ông già gân Note SE vốn đang rất là được lòng fan hâm mộ của Samsung trong khoảng thời gian nửa năm trở lại đây. Thiết kế chính là điểm lớn đánh dấu sự khác biệt giữa Galaxy Note SE và Galaxy A8 Plus. Như đã đề cập thì Galaxy A series chính là dòng điện thoại được hưởng lợi nhiều nhất về mặt thiết kế, khi mà nó được thừa hưởng những cái đường nét từ dòng Galaxy S danh tiếng nè. Do đó thì Galaxy A8 Plus hiển nhiên sẽ được kế thừa những thiết kế tràn viền với màn hình vô cực như là người anh em cao cấp nhất của mình. Bên cạnh đó thì Galaxy A8 Plus tiếp tục thể hiện là một điểm sáng của Samsung về mặt chế tác, khi mà tất cả những cái góc cạnh của máy dù đều được vát cong nhưng về tổng thể thì vẫn mang đến một cái nét chững chạc khá là nam tính, chứ không phải cong cớm như là Galaxy S8. Trong khi đó thì khi nhìn sang chiếc điện thoại Galaxy Note SE thì chiếc điện thoại phiên bản dành cho fan hâm mộ mang đến một cái kiểu dáng rất đặc trưng của dòng điện thoại Samsung cách đây không lâu, với nút home thì vẫn được đặt ở mặt trước nè. Chất lượng chế tác thì cả hai thiết bị đều được đánh giá rất là cao, với chi tiết được làm rất là sắc sảo nè, thể hiện được sự chăm chút rất là lớn của Samsung trong khâu chế tác sản phẩm. Do đó thì khi mà nói về thiết kế tổng thể thì Hồng Nhi nghĩ là Galaxy A8 Plus dễ dàng gây được cái thiện cảm với người dùng nhờ thử tức thời đi theo xu hướng hiện đại. Trong khi đó thì dù Note SE không có một cái đỉnh cao về chế tác, nhưng mà so với mặt bằng chung điện thoại bây giờ thì nó đã có một cái chút gì đó hơi hướng ăn chắc mặt bền. Bên cạnh thiết kế thì phần màn hình cũng là một cái điểm đáng chú ý của cả hai thiết bị. Chiếc Galaxy A8 Plus thì được trang bị tấm nền vô cực tỷ lệ là 18.59 cùng với công nghệ màn hình Super AMOLED quen thuộc, cùng với một số trang bị hạng nặng lần đầu tiên được Samsung đem vào một dòng điện thoại cận cao cấp, như là hỗ trợ nội dung thực tế ảo từ kính Gear VR nè. Nhưng mà độ phân giải thì chỉ dừng lại ở Full HD Plus mà thôi. Trong khi đó thì dù chỉ trang bị màn hình với tỷ lệ 16:9 truyền thống, nhưng mà Galaxy Note SE lại một đẳng cấp khác, khi đó là một tấm nền với cạnh cong, một đặc sản chỉ có trên những dòng máy Samsung cao cấp nhất và là công cụ hữu hiệu khi mà khẳng định đẳng cấp so với những cái điện thoại khác. Cùng với đó là tấm nền độ phân giải qua HD vượt trội, hỗ trợ HDR10, và đặc biệt đó là con chip số hóa riêng biệt giúp tương thích với Book S Pen, đặc sản chỉ có trên dòng Note mà thôi. Display Mate từng khẳng định màn hình của chiếc Galaxy Note 7 là một trong những màn hình di động đẹp nhất thế giới, nên chắc chắn dù có tỏ ra lợi thế về mặt thời trang hơn so với Note SE, nhưng mà màn hình của Galaxy A8 Plus vẫn khó có thể bì kịp với những công nghệ hạng nặng mà đối thủ dòng Note được trang bị. Nói về camera thì đây được coi như là một cái điểm phân cấp khá là rõ ràng về đối tượng khách hàng mà Galaxy A8 Plus và Note SE nhắm đến. Galaxy A8 Plus thì có cụm camera trước vượt trội nhờ được tích hợp hệ thống camera kép 16MP và 80MP, khẩu độ f/1.9, hỗ trợ nhiều chế độ chụp ảnh xóa phông hiệu quả nè, cùng với camera chính có độ phân giải là 16MP, khẩu độ f/1.7, hỗ trợ lấy nét theo pha siêu nhanh. Trong khi đó thì chiếc Note SE tỏ ra thiệt thòi hơn về độ phân giải, bởi vì đây thực chất là bản sao từ chiếc Galaxy S7. Nó chỉ có camera trước 50MP với khẩu độ là f/1.7, cùng với camera chính là 12MP, khẩu độ f/1.7. Nhưng mà bù lại thì được trang bị nhiều công nghệ giúp chụp ảnh tốt hơn, như là chống rung quang học nè, lấy nét dual pixel đặc sản của dòng Galaxy flagship, và quay video 4K độ nét cao cùng với khả năng chỉnh tay khá là chuyên nghiệp. Do đó thì hệ thống camera trên Galaxy A8 Plus sẽ rất là sáng giá đối với những cái đối tượng người dùng là giới trẻ thích có những bức ảnh đẹp ngay lập tức. Trong khi đó, camera của chiếc Note SE thì lại phù hợp hơn với những người dùng có nhu cầu chuyên nghiệp.
Một điểm nữa tạo nên sự khác biệt giữa Note FE và A8 Plus nằm ở hệ thống phần mềm, là một thiết bị được định hình dành cho những người dùng hay làm việc trên di động và đặc biệt là trong môi trường doanh nghiệp, nên là Note FE được trang bị rất là nhiều công cụ bảo mật tiên tiến như là bảo mật sinh trắc học bằng móng mắt nè, khóa bảo mật Knox độc quyền của Samsung và đặc biệt đó là bộ phần mềm đi kèm bút S Pen hỗ trợ tối ưu cho các thao tác ghi chú, chia sẻ dữ liệu tức thời. Trong khi đó thì là một thiết bị hướng đến người dùng thời trang nên là chiếc Galaxy A8 Plus không được trang bị những cái điểm ưu việt trên. Nhưng mà bù lại thì cả hai sản phẩm này có một điểm chung đó là được cài sẵn hệ điều hành Android 7 Nougat với giao diện Samsung Experience lẫn trợ lý ảo Bixby của nhà trồng được. Về sức mạnh xử lý thì Galaxy Note FE tiếp tục có một cái màn thể hiện khá là lấn lướt so với chiếc Galaxy A8 Plus khi mà được trang bị vi xử lý Exynos 8890 thuộc hàng đầu bảng của năm 2016 và chỉ xếp sau Exynos 8895 của con quái vật Note 8 mà thôi. Trong khi đó thì chiếc A8 2018 lại được trang bị con chip Exynos 7885 mà thôi. Về cơ bản thì sức mạnh chính của Exynos 8890 nằm ở việc nó được trang bị tới 4 loại hiệu năng Mongoose tùy biến cùng với 4 loại tiết kiệm Cortex A53, con chip đồ họa 12 nhân Mali T880. Còn Exynos 7885 trên Galaxy A8 Plus thì lại nghiêng về việc tối ưu cho thời lượng pin khi mà được trang bị tới 6 loại Cortex A53, 2 loại Cortex A73 và đồ họa Mali G71. Như vậy thì mỗi thiết bị sẽ có một cái điểm lợi thế riêng về kiểu tác vụ xử lý. Note FE thì sẽ tốt hơn trong các tác vụ hạng nặng nè. Còn Galaxy A8 Plus thì sẽ có lợi thế hơn khi mà sử dụng trong thời gian dài. Tuy nhiên, công bằng mà nói thì những con chip này đều đem đến một cái sức mạnh vượt quá nhu cầu sử dụng bình thường, nên là sẽ đảm bảo được khả năng vận hành mượt mà cho hầu hết những cái tác vụ cơ bản. Bên cạnh đó thì không thể không nhắc tới việc Galaxy A8 Plus thì được trang bị dung lượng RAM lên tới 6GB rất là dồi dào, cao hơn 4GB trên Galaxy Note FE, nên là hứa hẹn sẽ mang lại một cái trải nghiệm đa nhiệm rất là tuyệt vời, không sợ bị lót lại gì cả. Pin luôn là một cái điểm mà dòng Galaxy A series luôn cảm thấy tự hào khi mà so sánh với những cái điện thoại khác, kể cả là những mẫu máy Samsung cao cấp nhất. Galaxy A8 Plus thì chắc chắn là sẽ tiếp tục giữ vững cái truyền thống đó, kể cả khi mà so sánh với Galaxy Note 8 chứ đừng nói là chiếc Note FE này. Thật như vậy, chiếc điện thoại cao cấp nhất của dòng A series khá là được ưu ái khi mà được trang bị quả pin lên tới 3500 mAh, cao hơn một chút so với dung lượng pin là 3200 mAh trên mẫu Galaxy Note FE. Nhưng mà nhờ được hưởng lợi từ con chip tiết kiệm điện nên chắc chắn là A8 Plus sẽ dễ dàng đè bẹp Note FE về thời lượng sử dụng. Nhìn chung thì với mẫu Galaxy A8 Plus 2018 thì Samsung đã cho thấy sự đầu tư nghiêm túc về thiết kế lẫn chất lượng sản phẩm của họ trên cả những chiếc điện thoại trung cấp, điều hiếm thấy đối với hãng điện thoại Hàn Quốc. Chính vì sự cải tiến đáng kể này nên là đã mang đến cho người dùng chúng ta những chiếc Galaxy A8, A8 Plus với thiết kế đẹp nè, phù hợp với nhiều người, nhiều độ tuổi, không giống với thiết kế có phần ăn chắc mặt bền như là Galaxy Note FE. Bên cạnh đó thì không thể phủ nhận được rằng những đặc điểm nổi bật khác của chiếc điện thoại Galaxy A8 Plus 2018 ở thời lượng pin, màn hình hay là trải nghiệm sử dụng đều thuộc dạng 1810 so với Galaxy Note FE. Do đó thì việc lựa chọn điện thoại nào sẽ còn phụ thuộc vào cái mục đích sử dụng của bạn. Nếu bạn là một cái người yêu thích thời trang, thích đi xa, cần một cái điện thoại có thời lượng pin bền nè, camera chụp nhanh và chụp được những bức ảnh đẹp thì Galaxy A8 Plus thì sẽ rất là phù hợp với nhu cầu của bạn. Còn nếu như mà bạn muốn trải nghiệm cảm giác khác biệt khi mà sở hữu một cái công nghệ hàng đầu của Samsung cùng với sự chuyên nghiệp của cây bút S Pen thì dĩ nhiên hãy về đội Note FE. Còn các bạn khán giả của Techmark thì sao? Các bạn sẽ về đội nào? Thì hãy chia sẻ với Techmark bằng cách là để lại bình luận phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye!